Bây giờ chúng ta sẽ thử làm một cái trong Google Drive ha, là cái chúng ta sẽ tắt thử những cái gợi ý này, những cái đề xuất này. Nó thứ nhất đó là nó chiếm khoảng trống khá là rộng bên trên đây. Cái thứ hai nữa thì nó có thể để lộ những cái thông tin nhiều khi các bạn sẽ không muốn người ta nhìn thấy nó ha. Thì chúng ta có thể vào trong cái hình cái lần cưa này đó, chúng ta vào cài đặt rồi chỗ đề xuất nè, tắt hết nó xong đó. Như vậy chúng ta sẽ tắt xong ha. Còn bạn muốn bật trở lại thì bạn vô đó bật lại thôi đó. Rồi như vậy thì cái cách tắt đề xuất tới đây là hết ha.